Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại cơ sở 2 của Jimmy Sam tại đồ charity. Hôm nay là ngày rất đẹp trời, nắng đẹp và có rất nhiều gió. Hiện tại thì đang là cái thời điểm đầu tháng 9 và đã đến thời điểm có thể xuống giống dâu tây. Thì các bạn thấy thì hiện tại thì mình đang phát cây đậu tương cùng với lại em của mình. Cây đậu tương là một cây mà có thể cải tạo đất trồng rất là tốt. Sau khoảng 2 năm mình canh tác liên tục thì mình đã dành ra 2 tháng này để trồng cây đậu tương. Tiếc thật đấy, không kịp để có thể thu hoạch được cây đậu tương. Nhưng biết sao rằng bây giờ là thời điểm xuống giống dâu tây rồi. Nó cây đậu tương rất là tốt, ngang với thân người luôn, cỡ khoảng 1 mét gì đó. Nếu mà cố hàng tháng nữa thì chắc là thu hoạch được không? Nhưng mà thôi, đành hy sinh vậy. Cái cây này thì sau khi mình đã băm xong thì mình sẽ cho máy cày phay luôn đất. Đấy, coi như là trên một cái sơ đó. Cải tạo được đất bằng cả cây đậu tương này tuyệt vời đúng không? Đó, gió mát thật đấy. Ở đây thì cái cơ sở này có diện tích khoảng 1 ha. Đất rất đẹp các bạn nhé. Đấy, tuyệt vời luôn, đất rất đẹp, đất tương đối xốp. Lần này thêm bổ sung thêm sơ nữa thì tuyệt vời. Có lẽ là khoảng một vài hôm nữa thì mình sẽ tiến hành phay đất thôi.